Trong những năm gần đây, hệ thống tưới nước tiết kiệm tự động được người dân huyện Cần Đước áp dụng ngày càng nhiều để phục vụ cho việc tưới tiêu rau màu. Cách đầu tư này không chỉ tiết kiệm công lao động mà còn giảm được lượng nước tưới cho cây trồng. Trước đây, gia đình chị Đào Thị Hạnh, xã Phước Dân, huyện Cần Đước chủ yếu tưới bằng phương pháp kéo nước truyền thống nên mất khá nhiều thời gian và sức lao động. Nhưng khi được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hỗ trợ vốn lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm tự động cho các thành viên trong tổ hợp tác xã trên địa bàn, gia đình chị đã tìm hiểu và quyết định chuyển sang hệ thống tưới này. Chải bạc cũng đỡ cỏ lắm ạ. Cái ống này thì nó hạn chế điện lại thì mình tưới nó mau hơn. Mình khỏi có tốn công để mình kéo dây mình tưới. Theo trước thì mình kéo ống thì mình không có thời gian. Lúc này mình tưới bằng cái hệ thống phun này thì mình có thời gian để mình cắt dao nhổ cỏ. Thì sau khi đưa vào thực tế để vận hành, thì thấy nó mang lại cái kết quả rất là khả quan cho bà con mình. Sau này cũng nếu có điều kiện nữa thì cũng mong các cấp các cơ quan ban ngành cũng quan tâm để hỗ trợ cho bà con mở rộng thêm được cái diện tích tưới tự động cho bà con. Thay vì sử dụng cầu dao bật tưới như trước, thì người dân sử dụng hệ thống tưới tự động sẽ giảm đáng kể bệnh thối rễ, giúp cây không bị cháy lá, mọc chồi khỏe trong thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt tiết kiệm từ 70% đến 80% công lao động, trên 50% chi phí điện nước, góp phần tăng năng suất và chất lượng rau màu. Hướng trong năm 2023 tới, thì ở Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng như ngành nông nghiệp của huyện là vẫn khuyến cáo duy trì mô hình là tưới tiết kiệm và sử dụng phân hữu cơ để nhằm hướng tới là đưa vào các sản phẩm rau của Cần Đước vào cái hàng ô cốp của tỉnh. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp là xu thế tất yếu, không chỉ đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường mà còn tiết giảm nhân công lao động, chi phí sản xuất.